Hello anh em nha, lâu rồi không quay video nha. Nãy quên không không quay á, giờ nên quay lại. Đó, bắt đầu khoảng giây 30, giây 35 mọi người quay qua đây nhá, đừng đi bộ qua nhỡ đâu là bị lộ. Bắt đầu này. Giây 55 6 này, bắt đầu đi qua đây nhưng mà nhớ là đi khép ở đây nhá. Đi nép vào cái khúc này. Này chỉ gọi là vui thôi. Vui thôi nhá. Anh em được không nên áp dụng nhiều quá nhé. Anh em nào cảm thấy mà chắc tay á, win được á thì chơi mấy ba cái trò này cho vui thôi mà. Đó. Giây 1 phút 15 giây á, mọi người bắt đầu quy qua đây và đứng bụi cỏ này. Dương Trà My. Căn căn nhá. Đấy, ở đi bộ vô. Đó. Chứ phải chuẩn tay nhá. Họ đặt cái bẫy đây. Hỏi nhiều người hỏi mình có quay lại đánh hay không á, thì mình tốt nhất là mọi người nên bỏ chạy, bởi vì có thể là có AD hoặc có SP. Ở ra ganh mít cái nào, lượm nhẹ cái chiếc không đầu anh nhưng mà rồi vậy nha, chúc anh em thành công nha. À, hỏi game này có win hay không á thì đây mày tự biết nhá. Win hay không thì mọi người phải nhìn KDA. Một phần thì do team gánh đó. Win hay không mọi người tự hiểu nhá. Ở chào mọi người nhá. Chúc mọi người thành công nhá.